Những chú voi hiền lành thường có khá nhiều hành động hài hước, thú vị làm mọi người phải quan tâm chú ý. Mới đây nhất, trên mạng xã hội, hành động của một chú voi con sau khi bị bắt gian tệ trận đã làm cư dân mạng phải lụi tim vì quá đáng yêu. Vào ngày 17 tháng 11, trang The Nation của Thái Lan đã đăng tải tấm hình chụp lại khoảnh khắc chú voi con đang lấp ló đằng sau chiếc cột điện. Sở dĩ voi con đứng nghiêm như thóc ở đó là bởi chú vừa bị người dân phát hiện đang trộm mía để ăn. Trang The Nation hài hước cho biết, trong lúc đang thực hiện hành vi của mình, chú voi đã cảm nhận được con người tới gần. Rất nhanh trí, voi con tìm ngay nơi ẩn nấp và xác định rằng cây cột điện kia có thể che chở cho mình. Chú cũng nghĩ rằng nếu cứ đứng yên thì con người sẽ không phát hiện ra, thế nên voi ta gần như bất động sau cây cột điện, còn con người đã kịp chụp lại tấm hình để rêu rao trên mạng xã hội. Hình ảnh vừa hài hước vừa dễ thương này sau đó đã được lan truyền trên mạng xã hội Việt Nam. Ngay lập tức, chú voi gây bão mạng xã hội, nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân tình. Ai nấy đều để lại bình luận, nói rằng hành động của chú voi con thật đáng yêu, đồng thời cảm thấy chú ta quá ngây ngô rồi. Hiện tại, tấm ảnh chụp chú voi con núp sau cột điện vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Còn bạn có thấy chú voi nào trong tấm ảnh ở trên không? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!